thu hút đầu tư của Đồng Nai khởi sắc. Tạm đình chỉ phó công an xã Sông Nhạn để điều tra vụ bấm biển số xe. Nắng nóng, người lớn trẻ em đua nhau nhập viện. Ra quân xử lý xe dừng đậu vi phạm biển cấm tại thành phố Biên Hòa. Bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội. Chủ khu du lịch Vườn Xoài đề nghị đối thoại với các cơ quan chức năng để trình bày các vướng mắc hiện nay. Phóng sự về Đồng Nai nhớ ghé khu bảo tồn. Từ đầu năm đến nay, thu hút vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Đồng Nai có bước tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu hút vốn đầu tư trong nước tăng gấp gần 2 lần và thu hút vốn FDI tăng gấp 3 lần. Chỉ hơn 2 tháng đầu năm 2023, nguồn vốn của các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào Đồng Nai đạt gần 450 tỷ đồng. Vốn đăng ký của doanh nghiệp FDI hơn 501 triệu đô và đa số vào các dự án sản xuất trong khu công nghiệp. Toàn tỉnh đã cấp mới 11 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 50 triệu đô và 22 dự án tăng vốn thêm gần 451,4 triệu đô. Năm 2023, kế hoạch của Đồng Nai sẽ thu hút 1,1 tỷ đô vốn ngoại đầu tư vào những dự án trên các lĩnh vực như công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, bất động sản, du lịch. Các dự án đang mời gọi đầu tư của tỉnh đều trông đợi các dòng vốn xanh để góp phần phát triển kinh tế của tỉnh, của vùng theo hướng bền vững. Liên quan đến vụ việc hai vợ chồng bấm được 4 biển số đẹp tại Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, ngày 1 tháng 4 vừa qua, Công an tỉnh đã tạm đình chỉ Phó Công an xã Sông Nhạn để điều tra xác minh quy trình trong vụ việc. Trước đó, ngày 29 tháng 3, sau khi nhận được thông tin hai vợ chồng ngụ ấp 2 xã Sông Nhạn đến Công an xã Sông Nhạn bấm được 4 biển số siêu đẹp. Ngay trong ngày, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong hồ sơ máy móc để làm rõ xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Vụ việc hiện đang được các cục nghiệp vụ của Bộ Công an trực tiếp vào Đồng Nai điều tra xác minh. Những ngày này, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người lớn và trẻ em phải nhập viện vì các bệnh liên quan đến tiêu hóa. Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khám khoảng 200 ca bệnh ngoại trú và 80 ca nội trú. Trong đó, nhiều nhất là các bệnh về đường tiêu hóa như nhiễm trùng, xuất huyết, tiêu chảy cấp. Khác với mọi năm, nhóm người cao tuổi có bệnh nền nhập viện về tiêu hóa cao hơn. Không chỉ người lớn, trẻ em mắc bệnh về đường tiêu hóa cũng tăng. Trong đó, các bé đều bị sốt cao, nôn ói và tiêu chảy nhiều lần trong ngày, thậm chí là co giật. Nhằm phòng tránh các bệnh về đường tiêu hóa, theo lời khuyên của các bác sĩ, phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất vẫn là ăn chín uống chín, uống đầy đủ nước, không để thức ăn ôi thiêu. Còn đối với trẻ thì ngoài việc cho ăn đảm bảo an toàn thực phẩm, thì cần vệ sinh tay chân cho trẻ và người chăm bé thường xuyên. Sáng 3 tháng 4, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với tổ trật tự đô thị thành phố Biên Hòa đã ra quân đồng loạt xử lý các xe ô tô vi phạm dừng đậu xe tại khu vực trung tâm thành phố. Tại tuyến đường Hào Huy Giáp, dù có biển báo cấm dừng cấm đậu nhưng cả hai bên đường vẫn rất nhiều xe dừng đậu. Chỉ trong buổi sáng, hàng chục trường hợp vi phạm trên tuyến đường này đã bị lập biên bản hoặc thông báo vi phạm. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Biên Hòa cho biết, thời gian tới việc xử lý các phương tiện dừng đậu ở nơi có biển cấm dừng đậu sẽ tiếp tục được thực hiện nghiêm. Trước đó, thành phố Biên Hòa đã cho cắm hàng loạt biển báo cấm dừng cấm đậu xe tại các tuyến đường Hào Huy Giáp, 30 tháng 4, Hưng Đạo Vương. Nhưng trong khoảng 2 tuần, lực lượng chức năng chưa xử phạt mà chỉ nhắc nhở. Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành văn bản quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4, bệnh COVID-19 được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội. Đối tượng áp dụng là người làm việc tại cơ sở y tế, trong phòng thí nghiệm liên quan đến mẫu chứa virus SARS-CoV-2. Nhóm khác là những người làm việc phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm virus SARS-CoV-2 như công việc trực tiếp trong các khu cách ly, hỗ trợ chăm sóc người bệnh tại nhà. Những đối tượng trên mắc COVID-19 trong quá trình lao động từ ngày 1 tháng 2 2020 đến trước ngày 1 tháng 4 2023 thì được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định và sẽ được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Liên quan đến dự án khu du lịch Vườn Xoài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa có hàng loạt sai phạm về đất đai xây dựng. Mới đây, chủ dự án này đã có văn bản kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan, các cơ quan chức năng của Biên Hòa đề nghị được hỗ trợ hướng dẫn khắc phục và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án này. Theo đó, từ năm 2020 đến nay, các cơ quan chức năng liên ngành đã kiểm tra đối với công ty trách nhiệm hữu hạn khu du lịch sinh thái Vườn Xoài liên quan đến thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai xây dựng, môi trường, nuôi nhốt động vật hoang dã, kinh doanh du lịch. Tuy nhiên đến nay doanh nghiệp vẫn chưa nhận được các quyết định chính thức và hướng xử lý giải quyết các vướng mắc và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục pháp lý, khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.
Do đó, doanh nghiệp này kiến nghị các ngành chức năng của tỉnh, thành phố Biên Hòa khẩn trương tổ chức cuộc họp và đối thoại để doanh nghiệp được trình bày trực tiếp các vướng mắc hiện nay, đồng thời mong muốn được hướng dẫn để hoàn thiện các thủ tục pháp lý sớm nhất. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định giao Sở Tài nguyên Môi trường làm trưởng đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ các hành vi sai phạm tại dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn khu du lịch sinh thái Vườn Xoài. Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai có rừng xanh bạt ngàn, có lòng hồ Trị An mênh mông sóng nước. Đây đang là một điểm nhấn đặc sắc của du lịch Đồng Nai. Đến đây, du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên, đạp xe hay đi bộ xuyên rừng, khám phá những cánh rừng trải dài bất tận, lắng nghe thanh âm của rừng, tìm hiểu sự đa dạng sinh học của khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nếu may mắn, bạn có thể tận mắt nhìn thấy những loài động vật đặc hữu, quý hiếm nằm trong sách đỏ, ngắm hàng triệu cánh bướm rực rỡ, ghi lại khoảnh khắc thiên nhiên kỳ thú. Có những cái trải nghiệm rất là mới mẻ, rất thú vị. Thì lúc mà trong đường đi vào rừng á, thì em kiểu cũng có những anh kiểm lâm đi, thì các anh cũng chia sẻ rất nhiều thông tin. Lúc đi trong đoàn em á, thì em cũng có chia sẻ với bạn em là mốt dọn rừng sống cho nó khỏe. Còn về thành phố thì em có muốn chia sẻ hay không thì chắc chắn là sẽ có. Còn nếu có cơ hội cũng có thể dẫn bạn đến tham quan rừng. Hồ Trị An, hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, với hơn 70 hòn đảo lớn nhỏ. Đặc biệt phù hợp với các môn thể thao dưới nước, Hồ Trị An là nơi lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Thì khu bảo tồn đã xác định đó là một, đó là tiếp tục đầu tư nâng cao, nâng cấp các dịch vụ du lịch và khai thác các tour tuyến trên Hồ Trị An. Song song đó thì sẽ mời gọi các cái nhà đầu tư xây dựng các dự án phát triển các cái loại hình du lịch như là du lịch nghỉ dưỡng, cắm trại và một số các loại hình du lịch thể thao trải nghiệm. Khu bảo tồn cũng là một địa chỉ đỏ để về nguồn với 3 di tích lịch sử cấp quốc gia: Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy miền Đông và Địa đạo Suối Linh. Những đêm lửa trại giữa rừng già, thưởng thức sản vật, hiểu về phong tục địa phương. Tất cả đang chờ đón du khách ở khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa, điểm đến hấp dẫn của Đồng Nai.